Anh Liên, còn dám cản ta? Con không cho bất cứ ai làm hại Băng Vân. Sư phụ, người đừng ép con. Cô gái này sẽ hại cái đời của con. Con không cần biết. Con yêu cổ, cho dù trao luôn sinh mạng cho cổ, con cũng cam tâm tình nguyện. Không ngờ con lại không đến thân như vậy. Thế gian tình là gì? Nhân gian chỉ là một kẻ tình si. Người đã luyện được ma công rồi, sao không thả Băng Vân ra? Băng Vân, cô nói cho hắn biết, cô có chịu đi theo hắn không?